Chiến trường ca, đặc nhiệm quân tình nguyện Việt Nam tóm sống cận vệ, vây bắt ca lớn, chùm diệt chủng Pol Pot. Mr. PT hết kể chuyện lịch sử xin chào các bạn. Trong chiến dịch tà xanh, tiểu đoàn 1 trung đoàn 866, sư đoàn 31, quân đoàn 3 của chúng tôi trên chiến trường ca được lệnh tiếp tục lùng sục phía tây bắc tức sóc, tìm kiếm kho tàng của địch. Ở đại đội 1 có dương tiểu đội trưởng cối 60mm, quê Nghĩa Đàn Nghệ An. Dương Dũ Khuê, Huê ở Quy Hợp Nghệ An đi xăm tìm hầm. Huê là một trong những người ở lại cảng Bến Thủy trông coi hàng hóa cho sư đoàn từ năm 1977. Mãi đến Tết năm 1979 hàng hết, mới về lại đơn vị cũ được mấy ngày. Hôm đó do chủ quan khinh địch nên chỉ có Khuê mang theo khẩu ạc, còn Dương cầm cây thuấn. Đang dò tìm Khuê nghe tiếng động, ngẩng lên phát hiện hai thằng địch đi đến gần, trong đó một thằng cao gầy, mang ạc đi trước. Tên thấp đậm mang súng ngắn K-59 đi sau không biết tiếng Campuchia, Khuê quay sang hỏi Dương. Giơ tay lên tiếng ca là gì? Dương trả lời. Là lớp đai lơng. Chỉ cần thế, chờ chúng đến sát, từ trong bụi le, Khuê nhảy ra dí súng vào ngực thằng mang súng ngắn hô. Lớp đai lơng. Hai tên địch hoảng hồn giơ tay đầu hàng. Dương nhanh chóng nhảy ra tức súng, cởi áo chúng trói lại, dẫn về giao cho tiểu đoàn. Tại đây chúng khai là đại đội trưởng và liên lạc. Buổi tối trung đội vận tải cùng dân vận canh gác tù binh. Đến khuya thằng chỉ huy xin đi vệ sinh. Lúc đầu lính ta không chịu, nhưng sau thấy hắn ôm bụng quằn quại, thương tình cởi trói. Chỉ chờ vậy tên địch liền sông tới chụp khẩu ặc dựng gần đó, bỏ chạy vào rừng ngay trước mũi khẩu 12,7mm. Lính tiểu đoàn bộ choàng dậy quét 12,7mm, vãi đạn ặc theo nhưng không trúng may là hắn chỉ lo chạy thoát chứ không bắn số lính ta ngủ sát đó mất thẳng chỉ huy của pol pot bực tức ban dân vận quay sang khai thác tên liên lạc tên lính lúc này mới khai thật ra thằng chạy thoát là trung đoàn trưởng trung đoàn cận vệ phnom penh bảo vệ chính phủ khơ me đỏ quay lại tìm kim loại quý chắc là hai thằng định đi ăn mảnh rồi đào ngũ ban chỉ huy tiểu đoàn nghe vậy tiếc đứt ruột bắt hụt chùm diệt chủng pol pot tên tù binh được đưa về trên. Hắn khai được sinh ra ở vùng ngã ba biên giới Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngoài tiếng mẹ đẻ còn biết cả tiếng Lào nhưng không biết tiếng Việt, ở đơn vị cận vệ, công vụ cho cả Pol Pot, INGSRI và Khiêu Sam Phan. Theo tên này, bọn chỉ huy Khmer Đỏ đều có các tên bí danh. Pol Pot có tên là Văn, còn INGSRI có tên là Eng và Khiêu Sam Phan tên là Phon. Đặc biệt hắn cho biết Pol Pot bị bệnh tim, di chuyển phải có người khiêng, không tự đi được. Sau khi được tuyên truyền vận động, hắn nhất trí dẫn lực lượng ta đuổi theo Pol Pot và bọn đầu não. Nhiệm vụ này được quân đoàn giao cho tiểu đoàn trinh sát, do tiểu đoàn Phó Trần Đăng Quế trực tiếp tổ chức và chỉ huy thực hiện. Toán trinh sát gồm 17 người tính cả chỉ huy, thông tin, y tá và phiên dịch, mang theo cả hỏa lực B-40 và M-79, Xe chở toán đặc nhiệm từ sở chỉ huy tiền phương quân đoàn chạy thẳng đến sở chỉ huy của trung đoàn 886, lúc này đang đứng chân tại Tây Nam Tà Xanh, cách khoảng 5 km trên hướng tức sóc. Từ đây trở đi có tên tù binh dẫn đường. Đi được khoảng 1 km về phía Tây Nam, nơi tiểu đoàn 1 đã đánh chiếm, tên tù binh chỉ đây là chỗ trú quân của Pol Pot trước khi ta đánh vào Tà Xanh. Hắn chỉ vị trí cụ thể từng chỗ nằm của từng tên đầu não địch. Đơn vị trinh sát đi tiếp chiều đến một chân dốc núi cao, phát hiện được mấy sổ ghi nhận điện, dạng của cơ yếu, bằng chữ tượng hình. Như vậy có thể khẳng định cố vấn nước lớn vẫn đi cùng Pol Pot và Trung ương Khmer Đỏ. Ở đó còn có một chiếc máy nổ nhỏ dạng sách tay chúng bỏ lại. Tiếp tục một quãng đường rừng leo đốc tương đối vất vả, đến chập tối thì toán đến điểm rừng đầu tiên của chính phủ Khmer Đỏ. Cũng như lần trước, tên tù binh chỉ cụ thể vị trí nằm của từng tên đầu sò. Anh Quế cho cả toán dừng lại, bố trí canh gác cảnh giới rồi cùng một tổ đi một vòng vị trí trú quân của chúng. Qua dấu vết để lại có thể có khoảng một tiểu đoàn địch đi theo bảo vệ Pol Pot và chính phủ địch. Chú quân một đêm nhưng chúng cũng tổ chức thế phòng ngự rõ ràng, bảo vệ nghiêm ngặt. Ngày thứ hai, đội đặc nhiệm tiếp tục cuộc hành trình truy đuổi trên dãy núi Kravanh chạy sát biên giới Thái Lan. Qua hai ngày tiếp xúc, tên tù binh có vẻ ngoan ngoãn và thật thà. Đến chiều toán trinh sát cũng đến được vị trí dừng chân thứ hai của địch. Tên tù binh tiếp tục chỉ từng vị trí của từng tên đầu sỏ nghỉ qua đêm và vị trí các đơn vị bảo vệ. Có điểm khác biệt là ở đây chúng vứt lại khá nhiều thứ, kể cả những thứ quý như cà phê hòa tan, quần áo các loại. Đặc biệt là cả vali, bộ đồ bộ tiểu phẫu, thuốc trợ tim, B1, B12, cà phê in, sâm. Tên tù binh chỉ cho anh Quế bộ quần áo nào là của Pol Pot bộ nào là của Ian Sare. Ở đây, tên tù binh nói đi đến đây thì được phái quay lại, nên từ đó trở đi nó không biết nữa. Cũng chiều hôm đó anh Quế báo cáo tình hình về. Quân đoàn cho dừng truy kích. Lính ta lấy những thứ cho là quý như sâm, thuốc chữa bệnh, dụng cụ y tế, cà phê hòa tan, quay về. Quãng đường quay lại cũng mất gần hai ngày. Sau khi về đến sở chỉ huy quân đoàn, anh Quế lên báo cáo với trưởng phòng trinh sát Nguyễn Văn Tức. Trưởng phòng hỏi sao không nhặt mấy bộ quần áo đó để làm chứng. Anh Quế nói anh em mang nặng bết lắm rồi, mà quần áo chúng quá hôi nên ngại. Trưởng phòng không nói gì thêm. Cuộc truy đuổi coi như kết thúc. Trung đoàn 866 và tiểu đoàn trinh sát có lúc tưởng như đã tóm sống được Pol Pot và bọn đầu sỏ Me đỏ trên chiến trường ca đến nơi nhưng vẫn hụt. Thật đáng tiếc. Video được truyền thể từ bài viết cùng tên của tác giả tác giả Lê Tài, nguyên đại đội phó C7, D2. E866, sư đoàn 31, quân đoàn 3 trong chiến tranh biên giới Tây Nam. Victor PT hết kể chuyện lịch sử, xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.